đường với U23 Việt Nam. Đương kim vô địch U23 Hàn Quốc không thể sớm giành vé vào tứ kết. Gặp U23 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng, khi cả hai cùng tìm tấm vé đi tiếp. Huấn luyện viên Park Sun Hong sẽ có cuộc đối đầu đầy cân não với người đồng nghiệp Warawut Srimaka. U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan tìm vé vào tứ kết 20 giờ ngày 8 tháng 6 trực tiếp trên VTV5.